một cuộc tình vừa qua, kèm theo lời hứa phôi pha, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Cớ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Giống như vậy. Dù cuộc tình mồ côi, đành nghe lòng xót xa thôi. Một ai đó đam nỡ buồn lòng tôi. Trái chi người ta đã bỏ thật chắc rồi gì? Trái chi một người đã ở nơi rất xa. Và tìm em ơi, mỗi khi nhìn thấy anh, em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên. Em thầm mong thấy anh cho dù chỉ một lần, mong rằng tình yêu ta không phôi pha ngày sau. Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với em, chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui. Em thầm mong thấy anh cho dù chỉ một lần, mong rằng anh không quên em với câu hứa hôm nào. Chọn lấy chuyện tâm hồn anh, buồn tay em anh đã ra đi vội vàng. Đành phải học cách bớt đi, không anh bên cạnh. Học một mình em đi khi anh đã không cần. Có lẽ qua thời gian em sẽ quên được anh, nhưng vết thương chắc sẽ không bao giờ lại. Một lần lại được bên em, một lần lại được yêu em, một lần nữa chúng ta cho nhau giấc mơ em đem ban đầu. Ngày ngày lại dành cho em, hãy tua vào vai anh xem. Nhẹ nhàng những yêu thương bên em, nhức đây không còn mong manh. Chiều xa một bờ vai em, chờ che ngày ngày đêm đêm. Chẳng còn những đau thương khi anh khẽ hôn lên bờ môi mềm. Một lần lại được yêu em, hãy tựa vào vai anh xem. Một lần nữa anh đem bao nhiêu giấc mơ bên cạnh em. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, hẹn thề nhau chỉ giờ đây đường ai nấy về. Biết trước thì đã không quên không yêu rồi, để hôm nay buồn cái cây gì nữa cho buồn tâm trí bây giờ khi đã nhạt phai. Lạc sầu anh quên hết những tháng ngày đã qua, bóng dáng em hiền thướt tha giữa muôn sắc hồng hoa. Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa, sao tình yêu khi xưa anh nghĩ sao thật xa. Nhìn chung anh xa cách có ai còn nhớ nhau, chẳng biết em còn nhớ anh như anh nhớ ngày đêm. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần, mong rằng em không quên anh với câu hứa hôm nào. Trời ơi, tôi thấy là ngồi phía dưới ban giám khảo vỗ tay rồi ngạc nhiên từ cái nhân vật này sang cái nhân vật kia. Thế không biết là các anh chị có đoán ra được họ hóa thân thành ai không ạ? À? Chị Tuyết, mời chị đi. Chị đoán cô gái này hóa thân thành ai ạ? À? À, Lương Bích Hữu. Lương Bích Hữu, chính xác không em? Chính xác. Còn bên đây ạ? Ưng Hoàng Phúc. Không thể khác được đúng không ạ? Không thể khác được. Và bên đây? À, Khánh Phương. Khánh Phương. Và cuối cùng ạ? Quang Vinh. Chính xác, một tràng hậu tay cho chị Tuyết. Vâng, không biết anh Trấn Thành, anh ấn tượng nhất đến với bạn nào ở trong bốn bạn trên đây ạ? Nếu như mà giám khảo Minh Tuyết mà đã đoán đúng các bạn thì rõ ràng đó là một thành công của các bạn rồi. Hát mà giám khảo đoán một cái là đúng ngay. Cái thuận lợi đầu tiên của các bạn là cái voice của các bạn nó đã giống cái ca sĩ mà các bạn chọn rồi. Như vậy có nghĩa là mình đã hóa thân thành công. Trước tiên là vậy. Trong đây nổi trội nhất thì chắc chắn ai cũng có thể thấy được, đó là anh Ưng Hoàng Phúc nha. Đó là cái voice của anh là hầu như giống Phúc là 90% rồi. Nhưng mà cái anh Ưng Hoàng Phúc này anh có một cái biệt tài, đó là cái tài đếm nhịp á. Trong bóng đêm mà tôi có thể thấy cái tay anh đếm nhịp, anh lo là anh hát trật và
đúng như những gì anh lo, anh đã trật. Ông lo, ông đứng ông búng. Cái tới phiên ta hát, là ta hát chuyện ta thôi, ông bên này ông vẫn búng. Hay quá. Ông búng một hồi, ông quên cái ý giật mình tới tôi rồi. Ông ca và ông đã trật hết chút xíu nhịp. Nhưng không sao, mở màn như vậy không sao. Voi của Quang Vinh rất giống Quang Vinh, nghe là biết ngay luôn. Lương Bích Hữu cũng giống luôn. Khánh Phương giống nhưng mà hơi over một chút xíu. Tiết chế lại, hát cho tinh tế hơn, sẽ giống hơn. Và cũng rất là vui khi đây là cái show đầu tiên mà có cái sự comeback rất là hồ hởi. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn anh. Còn Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Mùa trước thì chúng ta cũng có rất nhiều những tài năng hóa thân thành thần tượng Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương. Năm nay thì lại có Lương Bích Hữu và Quang Vinh, cũng là hai màu khá mới. Khi mà lần đầu tiên xuất hiện trong ca sĩ thần tượng thì anh nghĩ đó là những cái màu cũng khá là thú vị. Và anh nghĩ là màn chào sân cũng đã mang đến nhiều cảm xúc cho ban giám khảo chúng tôi cũng như là các khán giả. Bởi vì là các bạn cũng đã đem đến những cái chữ ký riêng của thần tượng của mình và có thể dễ dàng nhận ra bạn là ai. Thì đó là một cái điều rất là đáng mừng. Cảm ơn anh. Em thì rất là tò mò, thế không biết là các bạn là ai, các bạn tên gì, đến từ đâu, và đặc biệt là các bạn làm ngành nghề gì mà đến với sân khấu này để hóa thân thành nghệ sĩ thần tượng của mình. Mời em gái trước đi. Dạ, em là Phương Nga, em đến từ Tây Ninh ạ. Dạ. Em làm spa. À, thế thì sao mà mạo muội đến với chương trình này? Vì mê chương trình những mùa trước hay là sao? Dạ, tại vì em thích chương trình mùa trước. Với lại bị xúi nữa. Ai xúi em? Là anh... Ưng Hoàng Phúc mùa trước á, là gần nhà em. Nói em mê Bích Hữu quá, thôi em đi thi đi. Nếu mà hên thì mình đậu cũng không sao, rớt cũng không sao, cũng được gặp anh Trấn Thành. Fan anh Thành kìa, chạy xuống ôm anh Thành cái lấy hên. Trời ơi, đó. Thành là hàng xóm của cái ông mà ông Vĩnh Phúc á. Mà tại sao trời xuôi đất khiến gì mà trên trái đất này lại để mà Lương Bích Hữu ở gần Ưng Hoàng Phúc rồi đó. Cảm ơn em. Dạ. Ừ, chúc em thành công nha. Trời ơi, đâu mà tự nhiên bà Hữu ở gần ông Phúc hay thiệt chứ. Bà Hữu bà ôm rồi đã đánh cho bà rớt đi. Dặn nhẹ rồi đó, chết thiệt. Tôi nói nha, thí sinh làm ơn đừng có tỏ ra thân mật quá, giám khảo mất công tôi đưa vô vòng trong lại nói là tôi phe phái cánh. Dạ, rồi dạ. Thì tôi nói trước thôi chứ tôi có nói gì đâu nè. Tôi lo quá. Rồi tiếp tục đi ạ, bạn giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào ba vị ban giám khảo, xin được chào MC Misu. Em tên là Nhật Quân, em sinh sống và làm việc tại Bình Phước ạ. Và công việc của em là nhân viên văn phòng. Và em đến từ Thanh Hóa. Và dạ. Thế là mình có cái khả năng hóa thân thành ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là từ khi nào anh? Cái đây khoảng 18 năm trước thì đam mê biết anh Phúc. Thì em biết đến nhiều cái chương trình để hóa thân thành thần tượng. Trong máu mình có cái thần tượng của mình rồi. Thì mình chỉ một chút nào đó nữa thôi nó sẽ giống đậm hơn. Thì ngày hôm nay cũng được đứng sân khấu đây ạ. Dạ. Cảm ơn Michelle. Dễ thương, nói giọng khác hẳn luôn á mà hát cái khác hẳn. Cảm ơn anh. Còn chàng trai Khánh Phương, hôm nay tôi có đồng minh rồi, mặc đồ nóng như nhau. Mời em. Dạ, em tên là Tuấn Anh ạ. Em đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nghề lái xe, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thế hôm nay bỏ lái xe đến với chương trình thi luôn? Dạ đúng rồi. Trời ơi, mày... mất một ngày làm nhiêu tiền đến đây thi, mất tiền quá. Không quan trọng anh. Không quan trọng. Quan trọng là gì? Quan trọng là thần thái. Hay quá. Quan trọng là thần thái. Rồi, con người cuối cùng, chàng trai hóa thân thành Quang Vinh rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào, xin mời. Em chào anh Minh Sù ạ. Em chào, kính chào ba vị ban giám khảo ạ. Em tên là Quốc Anh, hiện tại là em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em là nhân viên văn phòng cho nhân viên trang sức phong thủy ạ. Ồ, trang sức phong thủy hả? Người quen hả? Dạ, người quen. Ừ, vậy đánh rớt. Trời! Quen rớt chứ mắc công vô, người ta nói mình phe phái nữa. Thành ơi, anh nghĩ là chắc không nên loại Quốc Anh đâu. Bởi vì là Quốc Anh ơi, vài bữa anh sang mua trang sức phong thủy thì em nhớ giảm giá đặc biệt cho anh nha. Trang sức phong thủy giảm giá đặc biệt nha. Cho chị có một cái lời khen với lại bốn em là hình như là bốn em chưa có ai mà đi hát ở bên ngoài hết phải không ạ? Dạ chưa. Dạ chị. Chưa luôn á hả? Dạ chưa. Mà dám đăng ký đi lên thi như thế này, đứng trên một cái sân khấu lớn, khán giả này nọ mà không có sợ mà vẫn còn hát đúng nhịp như vậy là phải dành cho các em một tràng pháo tay thật lớn. Một tràng pháo tay cho bốn thí sinh đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ tỏa sáng ở vòng 2 nha. Cảm ơn các bạn.